Đấy, đồng lầy chiêm trung bây giờ có máy về rồi. Bây giờ đi gặt là thành đi hộ rồi đấy, không còn như ngày trước nữa. Bây giờ đi gặt là đi hộ rồi, chỉ có đứng trên bờ thôi, chỉ có đứng trên bờ này nhặt lúa đấy, cười tươi này. Xuống nhà. Đấy. Không phải là ấy đâu, nhưng mà những cái ruộng như kia mà các bà mà gặt là một buổi sớm ba người gặt mệt mỏi. Có nọ lộn máy bảo dưới lập thạch à, chết người nhá. Lộn máy. Chết người chủ ruộng nhá. À. Nó đăng lên khi người sinh năm 1973 chết nhá. À. Chết người chủ chết ruộng. Các bà lắm chưa. Nào. Nào. Đây là chết mới trả trọng. Đổ nó gạt được hết không việc gì. Đổ nó gạt được rồi. Gạt hết mà. Đổ nó cào lên nó lên hết. Đến này sang năm làm thêm một cái xe ben 1 tấn nữa, xong rồi là chuyên đi chở lúa cho bà con thôi, chuyên chở lúa về nhà cho bà con thôi, không việc gì phải mang xe lôi đi liền nữa cả. Bao trọn gói tại nhà luôn. Bao trọn gói tại nhà luôn. Đấy, sang năm là bà con cứ chuẩn bị tinh thần. Thế nào nữa, năm ngoái ở trong kia rằng có cái thằng nó thì đấy, vì là năm ngoái là cái thằng kia nó xe lôi, cái thằng kia nó có một cái xe ba gác máy đấy, cứ 100.000 một chuyến, hai ba nhà góp với nhau kệ 100.000 một chuyến, nó về nhà cho không có gì thì đấy. Thế thôi, múc ngay một cái xe ben 1 tấn nữa, không cần xe ngon chạy trong xã, không cần xe ngon. Làm hai ông chuyên múc vác một ông lái xe nữa. Thế là ấy thôi. Bà con không cần múc lên, không cần múc vào tại nhà thôi. Nếu mà gặt như thế này, lúa như thế này, gặt như thế này chắc một sào chỉ mất khoảng cỡ 10 phút. Không, không đến. Đấy, vừa nãy giờ quay gặt được 2 đường thì mình quay, 2 đường kia mình quay mà bây giờ mới được có 4 phút thôi. Cứ cho là 6 phút đi. 6 phút thì chỗ này tổng mang vào đến bờ khoảng 10 phút một sào. Không ơi. Nó chưa quen tay. Thằng Hải nó phải ăn được cánh đồng cầu nguật. Cánh đấy, cái đồng đấy rộng, hai bên nó rộng, nó nhiều ruộng. Đồng cầu nguật. Nó mọi năm nó ấy đấy mà, nó cày bừa đấy mà.
Đông Công Nguột. Ở trên Lăng Chay cho cửa 357 đã gạt chưa chú ấy? Chưa. Cứ nói Đồng Cổ Nguột thằng Hải nó biết mà. Đồng đấy nó khô. Em đánh lưới rồi. Chứ không bị ngập. Ngập thì đồng đấy ít ngập lắm. Đồng đấy ngày xưa thì ngập thôi. Ngày xưa mùa nước thì ngập thôi. Sông Trường Bắc vào động nước phát là gần đạo phù quan. Náo loạn lên. Đúng. Đấy giờ mới có 5 phút 35 này. Cứ cho giỏi lắm là gặt một cái ruộng này hết 10 phút là vào đến bờ. Năm nay lúa nó kém. Năm ngoái gặt sướng tay luôn. Năm ngoái cấy 4 cái ruộng được hơn tấn lúa. 4 cái ruộng có hơn 5 sào. Chặt quả đúng không? Rồi, năm nay chả được. Đấy, mới có 6 phút rồi. 6 phút mới cho nãy nữa 2 phút, tổng cộng 10 phút một ruộng đấy, lấy tầm xào đi. Máy mới, ít dùng lúa, thế là ngon rồi. Lượng tiền. Có bao giờ bà các bạn và các bà đi gặt mà vui này không? Đấy, có bao giờ các bạn đi gặt mà vui này không? Bây giờ các bà gặt vui này là vâng, mai cho bà lên trên mạng hết. Quả này là tối này là về các bà xem luôn. Mà không phải là xem ở trên Facebook cái việc đâu, xem hẳn trên YouTube đấy. Cho các bà lên hết trên YouTube luôn. Cứ nếu mà cứ như thế này ai chẳng muốn cấy. Đấy, con bảo thế này có gì chẳng muốn cấy. Nếu mà như thế này à. Thôi được, sang năm sang bên bên Phú Thọ mua thêm một cái máy cấy tay đấy nữa. Thế là về, thế là con bà một buổi sáng cấy được khoảng cỡ 16-17 sào cơ mà. Còn cho hết các bà lên trên YouTube luôn, không phải là Facebook đâu nhá. Đấy luôn là đấy. Bây giờ đi gặt là còn vui hơn là đi chợ nữa. Vui hơn đi chợ. Đăng lên là ngày mùa quê em. Vâng. Không các bà cứ vào YouTube các bà tìm các thấy. Ơ ruộng đấy có gạt không nhỉ? Lúc sáng ruộng này bảo không gạt mà. Có tưởng sáng bảo không gạt ruộng này. Thế sáng bảo không gạt. Máy nó đến đây rồi còn chả gạt nữa thì còn để làm gì mà chả gạt.